Hello anh em, hello mọi người nha, hello anh em, hello mọi người. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Ui, 8 giờ 46 rồi, sắp đến giờ mở cửa rồi. 9 giờ cửa hàng nét mình mở cửa. Mở cửa. Chủ tiệm nét. Đi về quán nét. Ui, đi về mày thề. Ông đi về ông vệ sĩ đáng đồng tiền bát gạo vãi lồn này. Vẫn đứng trông từ hôm qua đến tận bây giờ ạ. Vào đây các bạn ơi. Cửa hàng chính thức mở cửa, mấy giờ rồi? Ui, đi về 12 giờ trưa mới mở cửa. À, ông ăn xin. Không được ông ơi, ra ngoài đi. Nhiều người khó chịu, không được. Đi về cái gậy bóng chày mình đâu ông ơi, ra ngoài đi. Đi về cái gậy bóng chày đâu rồi? À, đi về gậy bóng chày đâu rồi? Anh bảo vệ ơi, gậy bóng chày của em đâu? Đủ má. Mấy giờ rồi? Đi về mới đến giờ đóng mẹ quán rồi. Đi cờ mẹ. Mẹ hôm nay đéo phục vụ được tí gì. Đi về ăn trộm mấy đứa. Bố mẹ hôm nay đang cáu đấy nhá. Đi về mẹ Dình mò chỗ tao này. Bố mẹ đang cáu đấy. Từ từ mình lấy nốt cái ghế đã. Thôi hôm nay đóng cửa là được rồi. Wow. Không chơi cho ghế bé thôi. Ghế bé mới chơi được. Cái này đéo ngồi được. Ấy, được rồi. Đấy, hàng này VIP hơn một tí, Chuột xịn luôn, Razer. À, sao cái cây này hay bị lỗi thế nhở? Bàn nó chưa khít à? Bàn nó chưa khít đúng không? Cho nên nó bị lỗi đúng không? Qua rõ ràng kê khít vãi lồn rồi. Đi mẹ đi quán nét này nữa. Từ. Mình bình tĩnh là một ông chủ. Mình phải có tính kiên nhẫn. Kê bàn trước. Được chưa? One hour later. Đấy, thế nó có vẻ ấy không? Ơ, sao cái fiber này, cái ổ này vẫn chưa được nhỉ? Đấy, nó phải như thế. Ghế này nó có sát, hơi sát một tí này. Mai chỉ cần đến thôi là được. Đến thôi là đâu vào đấy ngay. Ok. Được rồi nhở. Tạm ổn rồi, mọi thứ gọi là tạm ổn rồi. Về nhà đã. The next day. Hôm nay phải làm việc thật là chăm chỉ. Thế rõ ràng hôm qua thì mẹ nhìn một lượt rồi, sạch bong sáng bóng mới dám về nhà rồi. Thì mẹ hôm nay lại bẩn à. Thì mẹ chắc chắn thủ phạm gì có thể là đầu bếp. Thì mẹ với cả thằng bảo vệ. Thì mẹ bọn nó ăn mảnh với nhau thôi. Thì mẹ ít ra gọi mình ăn cùng. Mình dọn nó còn đỡ khó chịu. Thì mẹ lại hai bọn nó ăn mảnh với nhau, đéo gọi mình. Được rồi nhở, mở cửa được rồi nhở. Vào đây các chiến binh ơi, chơi game nè. Nét cỏ á, từ từ, phòng này mới là phòng máy lợm thôi. Tí nữa anh mở cái này ra nhá, thì úi xồi ôi. Một nước cho anh dai đẹp trai này. Một nước tăng lực cho anh đẹp trai luôn này. Úi, sô-cô-la, đây, sô-cô-la em để dành từ hôm qua, đợi mỗi chị tôi đây. Đây, một sô-cô-la cho chị xinh gái này. Ăn đi chị ơi. Ừ, lên tăng giá nhở, tăng giá đồ ăn nhở, cho mọi người đỡ gọi nhiều quá thì phải đéo có nhân viên ấy. Tăng này hơi quá nhở. Mà thôi biết sao giờ, dịch bây giờ kiếm đồ ăn khó lắm. Mọi
người phải đánh nhau vì mẹ đồ ăn đấy. Mỗi quán em là còn đầy đủ, mọi người thích ăn gì mọi người ăn, chỉ là giá hơi đắt một tí thôi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi không anh ơi, ăn đi không? Đi bẹp, mọi người chỉ chơi game thôi, đéo ăn gì cả. Ôi, đi bẹp đi, đi bẹp giá đắt quá, chơi một tí, đi bẹp. Bỏ luôn, à đây đây, hot dog, hot dog, hot dog. Ôi, đi bẹp đéo hot dog, đéo hot dog. Chơi, chơi, order, order, nhanh. Order, hot dog, hot dog. Hot dog này đẳng cấp này, bây giờ mình đứng dậy đi này. Làm gì? Mày sao nó cứ bị kiểu xê dịch thế nhở? Mẹ để gọi bàn phím ra, tí để đồ cho dễ. Sơn tường ở đâu hả em? Sơn tường ở đâu? Sơn tường đâu nhở? À, wallpaper, wallpaper. Oh my god, man. Cảm ơn Trang nha, cảm ơn em. Ừ, đi mẹ nó chỉ ăn, nó xả rác thôi. Xong rồi sáng dậy mình lại phải dọn rác cho nó. Ơ, đi mẹ đéo có con nhím à? Thôi được rồi, mình sẽ chọn hình nền. Đấy, vì hòa bình thế giới. À, IC à, đéo phải à? À, ừ, đẹp thế. Wow. Đốt ti à? Không, mình đéo thích bẩn. À pardon, không, mình cũng không thích cô đơn. Gạch à? Thôi gạch thì phải gặp mấy đứa nào mà bạo lực đánh nhau nhá, mà chửi nhau các thứ, cầm gạch phang nhau luôn đấy. Đéo đùa đâu. Brick, thôi, thế mình sẽ chọn good design. Mình sẽ chọn gỗ. Sàn gỗ đây. Ui, hay sàn vàng nhở, sàn dắt vàng luôn đi mẹ, sàn dắt vàng luôn giống Itaewon chưa, xem nhà ổn chưa. Ui ui, nhìn đẹp hẳn nó luôn này, thề. Ui nhìn xịn mãi lồn, thề này. Đấy, nhìn nó có sáng sủa hơn không. Cảm ơn Phi nha, cảm ơn em nhiều. Thôi đi mẹ, anh xin đấy, đi mẹ, anh đéo muốn người ta chỉ bê đê đâu. Đi mẹ muốn nói những lời yêu thương kiểu gửi tặng cho em lắm, nhưng mà đi mẹ anh mà nói thôi, hở ra một cái thôi là đi mẹ mày. Bao nhiêu đứa vào hùa, bao nhiêu đứa vào bảo anh bê đê đấy, đéo được đâu. Mở thêm phòng nhở? Ừ, hơi chật trội một chút. Mở thêm phòng ở đâu ta? IC Store. Đây rồi. Bài của mẹ luôn. Đi mẹ, thằng chó hết cơ nhá. Bố mà tìm được mày nhá, bố thề bố mày lấy, bố mày lấy khẩu súng này nhá, xong bố bố khoan đít mày luôn đấy. Ôi, đi mẹ suýt nữa thì bán nhầm. Đi mẹ bố khoan vãi lồn luôn đấy. Rồi thôi, đi về đã. Bye bye, see you. Hẹn gặp lại anh ngày mai nhanh bảo vệ ơi. Đi bẹp đừng xả rác ít thôi, đi bẹp em còn dọn được, đi bẹp có thuê nhân viên đéo đâu. The next day. Đi mày em mày. Ở phòng kia còn chưa có cái máy đéo nào mà đi mẹ sao nhiều rác thế này à, thằng đầu bùi bảo vệ. Mày cần gì ông? Hot dog đây. Hot dog có luôn, có liền. Có liền anh ơi, có liền. Mày thế, đi mày đéo bị đụng vào cái màn hình máy tính. Không ai cần gì à? Không ai cần ăn uống gì à? Mọi người hôm nay toàn đi ăn xong mình chơi net á. Đi mày đây sạt nghiệp mất, em còn cả đống đồ ăn đây. Mọi người mua đi. Chị mua gì không? Chị muốn ăn gì không chị? Ui, chị hơi gầy đấy, thể hơi bị xanh xao này. Chị ơi, đừng chơi game nữa, chơi em đi. Hoặc là ăn cái gì đi chị ơi, không đói mất. À, đi bẹn xem sách với bố mày này. Mẹ mới không để im tí thôi. Stream rồi chơi á? Ừ thì mình vẫn đang chơi đấy mà. À, vì mình cũng thích kiểu mà stream các thứ chơi ấy. Nhưng may bây giờ nhá, mình mà ở stream nhá, mình chơi đều ấy, mình chơi bẩn ấy. Đấy, các bạn làm sao biết được, thế thì dầu lên nhanh lắm. Đấy, đụng một cái hôm qua mới lởm, xong tự nhiên hôm nay thì mẹ mình tất cả mọi thứ đều là đồ mẹ xịn nhất rồi. Đấy, chơi thế cảm giác không vui. Mình chỉ muốn là khi nào chơi ấy, on stream chơi cho các bạn xem thôi. Có gì mình sai thì các bạn chỉ. Đấy,
Đấy, đây, mình cũng mua được một bộ xịn nhất mà em PS4 đây còn gì nữa. Đi, muốn gì nữa? Tiền, mẹ tiền cũng phải cất đâu mà kiếm dễ hả các bạn? Muốn mua bộ này là mấy chục nghìn đô đấy. Hơn chục nghìn đô đấy. Ui, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. Bỏ mẹ rồi, thiếu hot dog rồi. Cho xin một hot dog anh đầu bếp ơi. Xin một hot dog anh đầu bếp ơi. Đang nhanh 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 nhanh. Đừng đi anh ơi, đừng đi, đừng đi. Hot dog đây, hot dog của anh đây. Đi con mẹ mày thề. Chắc chắn là có một ở thành phố này, chắc chắn có một hội chơi game đi mẹ mày, gọi đồ ra xong rồi quỳt đi mẹ. Thằng này chắc chắn là một trong những thằng ở trong cái hội đấy đi mẹ. Bố mày nhớ mày lừa đấy nhá đi mẹ. Thằng áo khoác đen, áo khoác da đen đi mẹ, bố nhớ rồi đấy. Ui đi mẹ, mai là ngày mình chịu đi này đấy nhá. Các bạn thấy con nét của mình cuốn nhá đi mẹ. Thề ông kia mẹ hết tiền rồi nhá, hết tiền chơi nét rồi, mẹ vẫn đứng xem mẹ đến tận tối muộn mới đi về. Wow, xịn thật chứ, xịn thật chứ. Ấy, nó buôn cái máy thì thề xịn từ lâu lắm rồi. Xem nó như thế nào các bạn, xem cái máy xịn thì nó sẽ như thế nào. Wow, thì phải, nhưng mà bản gỗ mà là bản xịn đó. Không, nó cũng xịn thật nhưng mà nhìn nó không không. Ui đi mẹ, cái bàn này đúng là cái bàn học sinh luôn. Thề ngày xưa mình đi học mình học cái bàn này. Không, bây giờ xếp kiểu nó phải thông minh một tí này. Cái này cần dùng não này. Nào cút ra hết. Đấy, xếp sát ở đây. Đóng cửa đã, đóng cửa đã. Close. Cây máy tính à, để bên này. Thôi mình nghĩ là làm một cây máy tính xong rồi hai máy thôi là quá lắm rồi. Làm bốn máy nó lại hơi bị kiểu ấy quá ấy. Hai máy thôi, bốn máy nó bị hơi quá đấy. Ô đi mẹ, hàng con ngoài này đéo biết trộm lấy chưa. Ừ mày thế chưa lấy. Ui mai khai trương máy luôn này. Bạn nào đến sớm được sớm nhá, không hết máy đấy. Máy này một máy thôi. Wow. 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 Máy xịn chực chữ. Được chưa ta? Tắt đèn đã. Tắt đèn. Ui, mai không biết mai, không biết doanh thu ngày mai là bao nhiêu ta. Tò mò quá, tò mò quá. Rồi, đùa. Ơ, thì mẹ chưa đóng cửa nhá. Vậy cái đéo gì, mẹ nghỉ mẹ rồi, vậy vậy. Thì mẹ thấy tao xong bắt đầu mới giả vờ làm việc chăm chỉ đúng không? Thì mẹ cứ cẩn thận đi nhá. Má, tao nhìn mày đấy, tao theo dõi mày đấy. Ui, Peter Crouch. Địt mẹ thề thằng này chắc chắn là Peter Crouch. Các bạn biết cái thằng đá bóng mà cao 2m ngày xưa không? Địt mẹ thề mặt đéo khác gì ông này luôn này. Ui, địt mẹ đúng là người cao chim dài, chim to khác. Địt mẹ cần phải bồi bổ hot dog. Đây, đây, đây anh ơi. Ăn xúc xích, bổ xúc xích. Đôi, đôi, đôi Peter Crouch. Ở Peter Crouch này, nhiều tiền vãi lồn luôn, thề. Chuột đã, chuột đây mà. À, chuột ở. À. Ui, Peter Crouch trả 450 đô. Thôi, đi mẹ đứng dậy luôn, bố mấy cái. Nhìn mặt đã thấy lưu manh vãi lồn rồi. Ôi, nhưng mà đi mẹ sao này giống thằng em thế nhở? Thằng em thằng vừa nãy nhở? À, nhưng mà ông này nhìn đàng hoàng hơn một tí. Ui đi mẹ thầy chơi lâu lắm, mày thằng này là phải giả mẹ 1000 đô là ít. Không lần sau đi mẹ dí buổi cho vào quán chơi nữa. Không các bạn ơi, đừng có mà tự tin vì chiều cao. Các bạn cứ bình tĩnh tự tin thôi.
Hồi nói thật nhá, hồi cấp 2 nhá. Hồi cấp 2 mình có thằng bạn thân, bị mẹ nó cao vãi lồn luôn, cao phải nói là nhất con mẹ trường luôn ấy. Cao gần như là nhất trường luôn. Hồi đấy mình nhớ là lớp 6 thì phải. Mà nó đã cao hơn mét 6 rồi, tầm mét 65 rồi. Đấy, bọn mình vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ. Bọn mình vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ thì bây giờ nó tầm mét 75. Khoảng tầm đấy. Nhưng mà mình đã cao lên bị mẹ vãi lồn rồi, mình đã cao lên phải tầm mét 78, 79 hoặc là 80 rồi, mình lâu lắm mình không đo. Đấy, mẹ có một cái mùa hè nhá, mẹ mình đang là một đứa mẹ gọi là gần thấp nhất lớp, được gọi một mùa hè nhá, mình đi bơi xong mình chăm thể thao, thể dục thể thao ấy, phải không, mình cao lên phải hơn 10 phân các bạn ạ, thề cao phải hơn 10 phân đỉnh mẹ, xong rồi nó gọi mình là anh luôn, đỉnh mẹ em tuổi lớn. Cái mẹ hồi đấy nhá, nó đỉnh mẹ nó cứ xoa đầu mình, xong rồi cứ đỉnh mẹ mẹ em Linh xong rồi trêu mình cơ, đỉnh mẹ không, bây giờ đỉnh mẹ mình cao hơn nó rồi. Địp mẹ bây giờ láo lồn cái, địp mẹ một chốt luôn mồm, địp mẹ nói ít thôi á, trời ơi, đêm đêm rồi người ta hết khách rồi, cho người ta tâm sự một tí thôi cũng không được à, mẹ người đâu khó tính nhé, tôi không nói nữa, vậy chơi game vậy được chưa. Chẳng qua là mình đang cố gắng mẹ giúp đỡ các bạn khi mà kiểu, nhưng mà các bạn kiểu bị mất niềm tin cuộc sống hoặc là không tự tin trong cuộc sống thôi, không thích thôi, không thích thôi, tao không nói nữa, dỗi lâu. Ok, đi ngủ.